Chào các bạn, và đây là cái chỗ thứ hai để mình đi lấy. Chỗ này thì rất là bẩn mà không biết là có hay không. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đấy. Chào các bạn, đây là chỗ thứ hai mình thả đây. Và hôm nay mình lấy đây. Cái ống mình thả hôm qua này, các bạn thấy không? Thấy chưa? Đấy, mình tập cái này lại để cho nó khéo thấy. Không biết tôi có hay không. Có bạn ạ. Ôi chà, ôi chà, luôn to luôn các bạn. Ôi chà, luôn to luôn. Các bạn ạ, con này luôn, con luôn khủng luôn đấy. Mình mở cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn thấy không, con lươn khủng thấy không, thấy chưa? Đấy đấy, hai con ba con luôn, thấy chưa? Đấy thì nếu mình đổ cho các bạn xem. Ôi à, ôi à, tí là ra tháo chưa. Chào chị. Đang quay rồi chị ạ. Có à, đây đây là ống thứ hai các bạn, ống thứ nhất có rồi các bạn nhé. Và đây là ống thứ hai mình thả. Dạ, ở bên này là đầu tiên rồi bạn. Hôm nay mình sẽ lấy một ống lươn xem thử có hay không. Đấy, mình thả đây các bạn này. Đấy, các bạn ở chỗ nào mà có cái ao như thế này là các bạn thả cho mình. Đấy, bèo rất là nhiều. Thử xem nhá, có không nhá. Hy vọng là sẽ có. Ê, các bạn thấy không? Ôi trời, không có rồi. Không có rồi. Các bạn thấy không? Có nhưng mà nhỏ các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy lươn đấy, các bạn thấy không? Để đổ xem ra cho các bạn xem luôn. Đấy, đây là mình thả, mới thả một đống luôn các bạn này. Đấy. Đây này nhá, từ từ nhá. Ôi, hai con nhỏ. Hay quá. Vâng, mình về cái các bạn. Mình đứng thả nhiều mà. Các bạn, hôm qua mình đi thả 16 ống, lươn rất nhiều các bạn ạ. Đây. Đây bố mình đổ cho các bạn. Thấy chưa? Một ống 3 con chưa? Đây, đây là lưới vừa 48 các bạn này. Thấy chưa? Lươn thấy chưa? Đấy. Cao thủ chưa? Đấy các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Thấy chưa? Hai con một lần. Đấy, mình thả đơn giản ít. Ít lắm, nhưng mà lại được nhiều. Đấy, đấy là mình thả là cái chỗ đằng trước ba được kiểu ao nhà mà vẫn có các bạn. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đó là một tuổi thôi. Thấy thả đâu? Thả ở đến với nhà ba. Mình xin lỗi nè. Úi sao hơi một con lươn điêu. Mà con lươn này mà so với ở ao là cùng to đấy, à cùng cùng nữa đấy. Wow. Chà luôn này các bạn, này thấy không? Hôm qua mình cầu nguyện với Chúa, Chúa ban phước cho mình này để nấu cháo ăn mà hôm nay. Con này to. Đây các bạn này, con này to này. Chà nhìn này các bạn. Wow, chà. Úi trời ơi, con lươn. Mỗi ra như thế. Đấy. Các bạn thấy không? Hầu như là ống nào gõ đấy. Đây. Úi giời. Hai lươn chiến tranh luôn. Đấy. Đây. Các bạn thấy không? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Thấy chưa bố?
Hết rồi. Đấy đấy. Ô, hết rồi. Đấy. Này, các bạn thấy không? Giờ mình đi lấy tiếp nhá. Vẫn còn mấy ống nữa. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm mồi lươn. Các bạn thấy không? Lươn mình bắt một ngày hôm trước ấy. Còn lươn hôm nay thì không làm. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đây là lươn chín hạng luôn. Lươn tự nhiên chín hạng. Các bạn thấy không? Toàn lươn to chứ không có lươn nhỏ đâu các bạn. Hôm nay mình sẽ làm để cho chị gái, cho cháu ăn thôi. Cho mình thì không ăn mấy đâu. Đấy các bạn thấy không? Lươn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Cái hôm lươn bên mình á là thả rất là nhảy. Kể cả lươn to, lươn nhỏ gì nó vào hết. Nên là các bạn nào có nhu cầu mua hôm lươn thì liên hệ với mình. Mình sẽ chuyển cho các bạn. Các bạn thấy không? Tai nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Ông cha ta nói ngày xưa. Đấy, thấy mới tin, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? À, cảm ơn Chúa vô cùng.